Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng Là đường để con hàng dõi bước Lầu Đế Chúa giê xu Ngợi khen Chúa giê xu ki Việt Ca xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em Hôm nay vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 Thứ bảy ngày thứ sáu trong tuần bát nhật Giáng sinh Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca Khi ấy có một nữ ngôn sứ tên là Anna Con ông Pernuel thuộc tri tộc Ase Bà đã nhiều tuổi lắm từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá. Đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc. Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn Hải Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hàng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần bát nhật lễ giáng sinh. Có lẽ chúng ta biết trong lịch phụng vụ có hai tuần bát nhật đó là sau lễ giáng sinh và sau lễ phục sinh. Mục đích là giáo hội mời gọi tín hữu đi sâu vào hai mầu nhiệm nhập thể và phục sinh và cũng là khởi đầu và cuối đời trần thế của Chúa Giêsu. Nói một cách khác, đây là thời gian để tín hữu chiêm ngắm và cảm nghiệm những gì Thiên Chúa mặc khải trong các mầu nhiệm được cử hành trong các ngày lễ chính của Đức Tin. Vì thế, tuần bát nhật là một phương thế giúp các tín hữu có thời gian để ghi khắc vào tâm hồn những màu nhiệm, niềm vui và ân sủng của các lễ trọng trong năm phụng vụ. <laughs> Theo trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì tuần bát nhật của một đại lễ bắt nguồn từ cựu ước, chẳng hạn như lễ cung hiến đền thờ dưới thời vua Salomon, lễ vượt qua và lễ lều tạm khoảng thế kỷ thứ 4, tuần Bát Nhật được ứng dụng đầu tiên trong giáo hội với lễ cung hiến các vương cung thánh đường tại Jerusalem và Tyre, đánh dấu đời sống mới của giáo hội sau thời gian bị bách hại. Sau đó, phát triển đến 15 lễ kèm theo tuần Bát Nhật. Đến năm 1955, ba ngày lễ trọng phục sinh, ngũ tuần và giáng sinh có tuần bát nhật. Rồi từ năm 1969 đến nay, lịch phụng vụ của giáo hội chỉ còn giữ bát nhật phục sinh và bát nhật giáng sinh. Tuần bát nhật giáng sinh kéo dài từ ngày chính lễ giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 đến lễ trọng Đức Maria mẹ Thiên Chúa ngày mùng 1 tháng 1. Trong đó, mỗi ngày đều lập lại sự trang trọng và tiếp tục niềm vui của lễ Giáng sinh. Ngoài ra, mặc dù tuần bát nhật có kèm theo các ngày lễ kính, thí dụ lễ kính Thánh Stefano tự đạo, Thánh Gioan tông đồ Thánh Sử và các Thánh Anh Hài và Thánh Gia. Nhưng mỗi ngày lễ là đều hướng tin hữu theo cách riêng, đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Đấng đã đến cư ngụ giữa nhân loại. Bởi thế các bài tin mừng kể lại thời thơ ấu của Đức Giêsu nhằm khuyến khích tin hữu suy tư về mầu nhiệm nhập thể, hầu hiểu biết về con Thiên Chúa một cách cá vị và mật thiết hơn. Sống tuần bát nhật Giáng sinh, chúng ta cần xác tín rằng Đức Giêsu Kitô Đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đang ở với chúng ta mọi lúc trong mọi hoàn cảnh. Huống dù là khổ đau bấp bênh bất hạnh và chính tại thời điểm hiện tại này là thời khắc tuyệt vời nhất để bắt đầu lại, để đến bên Ngài và để cho Ngài chi phối toàn bộ cuộc sống và cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy tin mừng hôm nay là một phần của sự kiện mẹ Maria và Thánh Giuse đem Chúa vào đền thờ để dâng cho Thiên Chúa. Trong sự kiện này, Thánh Luca kể lại là sau khi ông cụ Simeon gặp và tiên báo về đấng thiên sai và mẹ Maria, thì bà ngôn sứ Anna được Chúa linh ứng đến đền thờ để gặp gỡ Ngài. Bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hải Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Bà được mô tả là một người mẫu thánh thiện, xuất hiện chỉ một lần, 84 tuổi đời, quá bụa, nghèo khó, trung thành với những bổn phận đạo đức, sống nơi đền thờ, phụng sự Thiên Chúa ngày đêm trong kinh nguyện và trong chay tịnh. Thật là một người đơn sơ bé nhỏ thuộc về nhóm những người nghèo của Gia Vê, những kẻ ưu tiên được hưởng lời hứa và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bà tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện và cuối cùng đã được nhìn thấy đấng cứu chuộc nơi hải nhi Giêsu. Bà đã lấy Chúa làm trung tâm của cuộc đời, cho nên mọi sinh hoạt đều hướng về Chúa. Muốn đi vào tương quan với Thiên Chúa cách thân tình cá vị như vậy, bà phải có tình yêu thúc đẩy. Bà quả là một mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ, nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội vì những người phận nhỏ này chúa cần dùng đến để hiệp thông với chúa trong việc ăn chay cầu nguyện và phụng thờ thiên chúa đồng thời chúa còn dùng đến để cộng tác vào công việc loan báo chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống bằng lời nói và việc làm Được Thánh Cha Francisco trong bài giảng của buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 3 năm 2015 đã chia sẻ là ông Simeon và bà Anna đã chờ đợi ngày Thiên Chúa đến với sự trung thành trong nhiều năm qua. Họ muốn hiểu được các dấu chỉ và muốn tiên báo về một sự khởi đầu của ơn cứu độ có lẽ khi ấy họ cũng đã có một chút buông bỏ vì cái chết đang cận kề. Tuy nhiên sự chờ đợi bấy lâu vẫn tiếp tục chiếm trọn cuộc đời họ. Họ không cam có cam kết nào quan trọng hơn điều này. Đó là chờ đợi Chúa và cầu nguyện. Vâng, khi Đức Maria và Thánh Giuse đến đền thờ để thực hiện các quy định của lề luật thì ông simeon và bà anna đã được chúa thánh thần thúc đẩy sức nặng của tuổi tác và sự chờ mong biến mất ngay khi ấy họ đã nhận ra chúa hài đồng và khám phá ra một sức mạnh mới cho một nhiệm vụ mới đó là tạ ơn và làm chứng về dấu chỉ này của thiên chúa mỗi người chúng ta có thể noi gương bà anna sống kết hợp với chúa trong đời sống cầu nguyện và chay tịnh nghĩa là sống đời khổ hạnh để có thể nhìn thấy hành động của thiên chúa trong lịch sử nói chung và trong chính đời sống mỗi người chúng ta nói riêng không phải sự không khôn ngoan thông thái làm cho con người gặp được thiên chúa và lãnh nhận ơn cứu độ của ngài nhưng chỉ những tâm hồn đơn sơ như các mục đồng như bà Anna mới lắng nghe được lời mời gọi đến gặp Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy cha, xin giúp chúng con ý thức được mỗi lần chiêm ngắm hài nhi Giêsu bọc tả trong máng cỏ chúng con có được tâm tình đơn sơ như bà Anna. Sống tinh thần nghèo khó, biết trung thành với những bổn phận đạo đức, biết phụng sự Thiên Chúa ngày đêm trong kinh nguyện, trong chay tịnh và hành động. Biết lấy Chúa làm trung tâm của cuộc sống và biết phó thác để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa cho nhân loại qua việc trao ban Đức Giêsu quà tặng vô giá cho chúng con. Amen. Xin Chúa Ba Ngôi chúc lành cho mỗi người chúng ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống cho quý ông bà và anh chị em. Amen. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế chúa giêsu christos ngợi khen chúa giêsu kitô